Quý vị và các bạn xem đài thân mến, vẫn biết việc ngăn chặn uống rượu bia, nhất là trong dịp Tết rất khó, nhưng để đảm bảo tính mạng cho mình và cho người khác, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở đối với nhân viên và người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tai nạn giao thông dịp Tết, đa số vẫn do rượu bia, phóng nhanh. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Để ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu bia gây tai nạn giao thông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có kế hoạch mở đợt cao điểm xử lý người uống rượu bia điều khiển phương tiện trên toàn quốc. Đặc biệt, đối với người đã uống rượu bia không tham gia giao thông để tránh hậu quả cho gia đình, bản thân và xã hội, nhất là dịp Tết đến xuân về. Mặc dù là chuyện biết rồi, tuy nhiên tình trạng uống rượu bia say mà điều khiển phương tiện vẫn diễn ra, gây nhiều vụ tai nạn thương tâm, khiến nhiều người mất mạng hay bị thương tật suốt đời, phải đón xuân, đón Tết trong bệnh viện. Vì vậy, những bài học cảnh giác từ bia rượu không khi nào là cũ, nhất là trong những ngày Tết Ất Mùi. Theo một kết quả nghiên cứu, khi uống rượu bia vượt quá giới hạn cho phép, người điều khiển phương tiện sẽ bị giảm tốc độ phản ứng khi có tình huống trên đường từ 10 đến 30%. Ngoài ra, rượu còn làm giảm khả năng điều khiển tự chủ, phản xạ và thị lực. Rượu bia gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác và quá trình xử lý, truyền tải hình ảnh tới não bộ, gây ước tính sai về khoảng cách. Người say rượu bia dễ gây ra lỗi nguy hiểm như chạy xe quá tốc độ quy định, vượt ẩu, đi sai phần đường quy định. Quy định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông đã có. Cụ thể, đối với người điều khiển ô tô trong máu, hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện có mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Mặc dù trong dịp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng đều có kế hoạch tăng cường tuyên truyền tuần tra, kiểm soát, nhất là cưỡng chế, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người sau khi uống bia, rượu vẫn điều khiển phương tiện giao thông như một thói quen. Có hơi men trong người, khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, nhiều người còn phản ứng, thậm chí kích động, chống đối, dẫn tới những hành vi vi phạm hình sự khác. Dự thảo luật về phòng chống rượu bia mà Bộ Y tế soạn thảo sẽ được báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành trong thời gian tới. Cần có quy định chặt chẽ, cụ thể về sử dụng rượu bia trong đời sống xã hội là căn cứ quan trọng để hình thành, xây dựng văn hóa sử dụng rượu bia, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, từ ngày 15 đến 23 tháng 2 năm 2015, tức từ ngày 27 đến ngày mùng 5 Tết, cả tỉnh chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm bị thương 2 người. Nguyên nhân chính cũng do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. So với Tết Nguyên đán năm 2014, số vụ tai nạn giao thông giảm đến 8 vụ, giảm 5 người chết và 5 người bị thương. Riêng tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Cũng trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra kiểm soát, lập biên bản trên 800 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tăng gần 300 trường hợp so cùng kỳ, tạm giữ gần 600 xe mô tô. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông đón giao thừa Tết Ất Mùi 2015. Song song đó, Phòng Cảnh sát Giao thông phân công bố trí lực lượng hỗ trợ cho Công an các huyện, thành phố tại các tuyến đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với lỗi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Để giúp cho người tham gia giao thông hiểu được ý nghĩa tác dụng của biển báo hiệu giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật giao thông khi tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh biên soạn đĩa giải thích về ý nghĩa tác dụng của biển báo hiệu giao thông như sau. Biển số 212 có tên là cầu hẹp. Biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết trước sắp đến cầu hẹp, chiều rộng lòng cầu nhỏ hơn hoặc bằng 4,5 m. Biển số 221A B có tên là đường không bằng phẳng.
biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết trước sắp tới đoạn đường không bằng phẳng, lồi lõm, nếu cho xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm. Biển số 222A có tên là đường trơn. Biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết trước sắp đến đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt. Đặc biệt là khi thời tiết xấu, người lái xe cần tránh hãm phanh, tăng ga, sang số đột ngột hoặc xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm. Biển số 222B có tên là lề đường nguy hiểm. Biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết sắp đến những nơi lề đường không ổn định. Nếu cho xe đi vào, dễ gây văn đất đá hoặc bánh xe quay tại chỗ. Biển số 224 có tên là đường người đi bộ cắt ngang. Biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết sắp đến nơi có phần đường ngang dành cho người đi bộ qua đường. Gặp biển này, các xe phải nhường cho người đi bộ đi trước và chỉ được chạy nếu như không gây nguy hiểm cho người đi bộ. Biển số 225 có tên là trẻ em. Biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết sắp đến đoạn đường thường xuyên có trẻ em đi qua hoặc tụ tập trên đường như trường học, nhà trẻ, câu lạc bộ đi ra. Gặp biển này, người lái xe phải thận trọng, đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường. Biển số 226 có tên là đường người đi xe đạp cắt ngang. Biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết sắp đến đoạn đường thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ những đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường dành cho ô tô. Biển số 227 có tên là công trường. Biển này báo hiệu cho người tham gia giao thông biết trước sắp tới đoạn đường đang tiến hành thi công, sửa chữa, cải tạo, có người và máy móc đang làm việc trên đường. Người lái xe phải giảm tốc độ cho phù hợp để không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.